cảm ơn quý vị.
Chúc quý vị năm mới thật là hạnh phúc, may mắn. Hẹn gặp lại quý vị lần sau. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn tiếng hát của nam ca Tuấn Ngọc một lần nữa. Quý vị ơi, khi mà anh Tuấn Ngọc hát á, là anh vẫn có livestream. Và a lot of people say, oh my god, you are 60 but you're still going strong. What are you gonna say about it? 60 is the new 40. Đối với tôi, tuổi nào cũng đẹp. Mình đã từng trẻ rồi và bây giờ ngày hôm nay là ngày quan trọng nhất. Ngày mai mình chưa có đến và ngày hôm qua đã qua rồi, giống như mọi người hay nói. Thì giờ tôi rất là cảm thấy hạnh phúc ở cái tuổi này, và nhất là hiện như hôm nay lại được hát lại nhờ sự lúc nào cũng support của quý vị từ bao nhiêu năm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị lần sau. Một lần nữa xin cảm ơn tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Ngọc. Và quý vị ơi, một bữa, một đêm nhạc sẽ không hoàn thiện nếu không có sound system. Một lần nữa xin quý vị cùng Ái Vân cảm ơn Mr. John, Harry and Jake. Một tràng pháo tay thật là lớn của sound system. Và một lần nữa xin mời TIS member, mời tất cả các em trở về sân khấu để ra mắt quý vị và chúc quý vị một năm mới thiệt là hạnh phúc, dồi dào sức khỏe và see you again in 2018. Một lần nữa, member của TS, please welcome to the stage. TS member, mọi người đi đâu hết rồi? Come on, Jeffrey, Tobin, Johnson, come on up. Say hi to. Say something to the audience. Come on. Thì ra là các em đang dùng thời gian để chụp hình với anh ca sĩ Tuấn Ngọc à? Come on, Johnson. Come on, Jeffrey. We needed you. Phải công nhận là ban tổ chức năm nay they work so hard. Mấy ngày nay là không ăn không ngủ. Có ăn nhưng mà rất là rất ngủ rất là ít để mà phục vụ cái chương trình ngày hôm nay. You gonna want to say something? Hi, so thank you everyone for coming to the 22nd Bet in Seattle Festival. We don't have all of our members up here right now, but honestly, it was just such an honor to put on this big of a festival, and this has been the biggest and most successful and most smoothly run festival that we've ever had. And so from, you know, the deepest, like, from the bottom of our hearts, we'd like to thank everyone for your participation, from the vendors, to the performers, to the audience. And lastly, but, you know, obviously, like, most importantly, the staff members and our board of directors. And so right now, on stage, we have Jeffrey Vu, Ka Do, David Nguyen, Brian Lay, Toby Nguyen, Kirk, what's your last name, Kirk? Lay and Caroline Lay, and you know they have put in so much work, and please give them a huge round of applause. Thank you, cảm ơn quý vị. Một hai ba, xin chào. Dạ, xin hẹn quý vị chúc một năm mới phát tài phát lộc và sức khỏe dồi dào. Hẹn quý vị một năm mới năm tới nữa. Hy vọng mình sẽ có được nhiều người đến ủng hộ chương trình. Xin cảm ơn, xin chào tạm biệt. Xin chào tạm biệt.